Người ta nói đó các bạn, hoàng hôn đẹp nhất buổi chiều, quận 2 giàu nhất là khu Thảo Điền. Và trong video ngày hôm nay thì tôi là Vũ Đức Duy, người đánh giá dự án đến từ Era Việt Nam, sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án nằm trong khu nhà giàu khu quận 2 Thảo Điền, với một cái dự án mới vừa được bàn giao trong tháng 8 năm 2023, và hiện nay là có 72 căn đã có người ở. Và đối với những cư dân này, khi mà nhận nhà thì họ nói rằng là họ không ngờ đây là một cái dự án, trong Thảo Điền lại có một cái dự án xây đẹp đến như vậy. Vậy thì đẹp như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua dự án Thảo Điền Green với 5 con số 2, để tiện cho những bạn nào mà mới lần đầu tiên nắm bắt cái dự án này thì thông qua 5 con số 2 này chúng ta sẽ dễ dàng nhớ về dự án này hơn. Con số 2 đầu tiên đó chính là chúng ta ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng, số 192 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền. Con số 2 thứ hai đó chính là chúng ta sẽ đi từ trên, chúng ta đi xuống cho dễ nhớ ha, là cao 25 tầng. Trong đó bao gồm là 204 căn hộ, là 3 con số 2 rồi đúng không các bạn? Con số 2 thứ tư đó chính là chúng ta có 2 tầng tiện ích, đó là tầng 3 và tầng trệt. Và con số 2 cuối cùng đó chính là chúng ta có 2 tầng hầm, và giá một cái ô đậu xe ở đây là 2,2 triệu một tháng. Đó là vừa rồi chúng ta hết 5 con số 2 cũng như là hết cả mặt ngoài của dự án Thảo Điền Green. Và trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem có điều gì đặc biệt ở trong thiết kế cũng như là layout của Thảo Điền Green nhé.